huấn luyện tổ chức diễu binh diễu hành phải chính quy, phải thực sự là sức mạnh của quân đội, và mọi người phải ghi nhận là công nhận chính quy thật, sức mạnh thật, ấn tượng thật và niềm tin thật sự. Tôi cảm thấy rất tự hào khi có các đồng chí cùng với chúng tôi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, và chúng ta cũng là lực lượng chính chủ yếu tham gia vào ngày lễ để cho ngày lễ được thành công, xứng danh là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Tôi là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được chỉ huy bộ đội và dân quân tự vệ. Rất mong các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin chúc các đồng chí sức khỏe. Chúng ta cố gắng, chúng ta chú ý, chúng ta tập trung để ngày mai thực hiện tốt nhất với cái cố gắng của mình trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí.